Ôi, tuyết ơi, nhìn này. Hả? Cái này màu tím đẹp nhở? Ôi, màu tím tớ không thấy đẹp, tớ thấy cái màu hồng này mới đẹp nè. Ôi, cái màu hồng này á, nhạt nhòa quá. Màu tím này mới đẹp á. Không, màu hồng đẹp hơn. Màu tím mới đẹp. Màu hồng quốc đen đáng yêu nè. Các bạn ơi, các bạn thấy màu tím đẹp hơn hay là màu hồng đẹp hơn? Tôi chắc chắn rằng các bạn cũng thích màu hồng đúng không? Còn lâu nha các bạn ơi, ở trong siêu thị á có rất là nhiều đồ màu tím này, vừa đẹp này, vừa đáng yêu nữa cơ. Nhưng mà đồ màu hồng cũng có ít đâu, đồ màu hồng còn nhiều hơn á. Ồ, được. Thế thì bây giờ á, tớ với Tuyết đi vào siêu thị mua đồ màu tím với đẹp đồ màu hồng để xem đồ nào đẹp hơn. Ok, tớ sợ gì, tại vì đồ màu hồng cũng nhiều mà. Ok, các bạn ơi, các bạn hãy theo dõi video này để xem là đồ màu tím đẹp hơn hay là màu hồng đẹp hơn nhá. Ok. Đi. Ta-da. Các bạn ơi, màu tím thì có gì? Đây nè, ở đây rất là nhiều màu tím luôn. Đây, toàn là bút thôi các bạn ơi, nhưng mà toàn bút đẹp thôi nè. Để xem là bao nhiêu tiền nào. Ôi, 9.000 một cái các bạn ơi. Nên là giá này ok đấy, lấy thêm mấy cái nhá. Đấy nè, đây là một chú gấu màu tím luôn nè. Các bạn có thích gấu không? Nếu mà không thích gấu thì lấy bút này là cũng được nè. Bút này là bút hồng hạc hay là thiên nga đây. Bút này cũng đẹp. Đây nữa nè, đó, cú mèo này, thiên nga này, gấu này. Ôi, ở đây có bút màu hồng của bạn Tuyết nữa nè. Cái nào cũng đẹp. Ý, lấy cái này đi nè. Đó, nhưng mà bên này nhìn buồn buồn nè. Ta sẽ lấy cho bạn Tuyết một cái nhé, để xem bạn này có cần không. Wow, hoa đẹp quá nè. Các bạn ơi, tớ tặng các bạn một bó hoa nè. Đây là một bó hoa hồng đó, có màu hồng này. Ý, ở đây thì còn có một bó hoa hồng màu đỏ nữa. Đây, đây, đây. Đây các bạn ơi, thế hoa hồng thì tớ mua màu hồng có được lấy hoa hồng không các bạn? Hoa hồng nhưng mà không phải là màu hồng mà lại là màu đỏ. Sao dối thế nhở? Có nên lấy không đây? Tuyết đây. Ơi, tớ đây. Này này này, mua gì đấy? Mua hoa nè. Đây. Hoa hồng nhá. Hoa hồng mà có màu đỏ thì có được lấy không? Hoa hồng mà màu đỏ? Không. Nhưng mà nó là hoa hồng mà. Nhưng mà cái màu của nó là màu đỏ mà. Nhưng đây này, bông bó hoa này màu hồng thì mới được tính này. Tớ đi lấy một bó đó. Được, tặng ai? Tặng tớ, đưa luôn đấy. Rồi. Tớ tặng người yêu của tớ. Ê, các bạn ơi, đúng các bạn biết người yêu của tớ. Đừng có nói, đừng để cho các bạn biết nha. Này, tớ bảo này, tớ mua được 3 cái bút màu tím. Mua được cho bạn một cái bút màu hồng này có lấy không? Đây là một con cú mèo nó đang buồn ngủ hả các bạn? Con tớ cũng có cú mèo này nhưng mà nhìn vui hơn. Trời ơi, tớ thích con màu tím đó. Nhưng mà bạn mua màu hồng. Ha, thôi thế thì tớ lấy cái này cũng được nhá. Ok, đấy á, tí nữa thấy gì màu tím đẹp thì nhớ lấy cho tớ nhá. Ok, tớ sẽ cất hết đi. Sao lại cất hết đi? Rồi, thôi tớ cũng đi tìm Tuyết đây. Ây à, sao hôm nay tớ đau lưng như thế này? Tớ phải kiếm một cây gậy đập lưng mới được các bạn ơi. Để cái nào bây giờ nhở? Cái này đi. Nhưng mà cái này lại là con vịt. Con vịt thì là màu vàng, không được phép lấy. Tôi sẽ kiếm. Quả thanh long các bạn ơi. Nhìn này, thanh long nhá. Có màu hồng ở đằng sau. Sau này không phải là thanh long ruột đỏ đi nhỉ, mà lại là ruột trắng cơ chứ. Thôi để tôi ăn miếng thanh long nhé các bạn. Để bác vợ. Ngon quá các bạn ơi. Mà quên mất, nếu để đập lưng đi nhỉ. Ở đây có nhiều móc khóa đẹp chưa nè. Wow, nhìn các bạn ơi, Birich nè. Được, con gì đây, con gì đây? Ôi, con khủng long hồng. Con khủng long hồng, tớ mua đồ màu hồng, tớ sẽ lấy nó luôn. Đây là một chiếc giày. Nhưng mà chiếc giày này thì không đẹp lắm. Để tìm xem là màu tím của bán hàng thì có cái gì không. Lấy cho bạn ấy luôn. Nhưng mà tớ nhớ ra bạn ấy cũng hay bị đau lưng á. Kiếm một cái gì màu tím đi. Đi, con này được không? Happy happy, con này còn đáng yêu không các bạn? Cái này đi. Là cái này. Thì con này cũng đáng yêu nè. Tớ nghĩ là bạn hàng sẽ thích đây. Bèn bèn bèn. Tớ sẽ lấy cái này cho bạn ấy nha. Đó thì sẽ lấy quả thanh long. Còn bạn ấy sẽ lấy cái bánh này đi. Ok. Tang 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 tang. Wow, các bạn ơi nhìn này. Đây là một chiếc pop it. Pop it hình tàu hỏa luôn. Nhưng mà cái này lại không có màu tím. À dưới này có mỗi ít màu tím thôi các bạn ơi. Nên là chúng ta sẽ chọn một cái pop it khác màu tím nha các bạn. Ui, cái này màu hồng. Ui, đây nè. Đây. Ủa, sao hôm nay toàn là kiểu cú mèo vậy ta? Nhiều cú mèo thế. Đấy nữa, màu tím nhiều quá các bạn ơi. Ui, ở bên này này rất là nhiều sticker luôn. Sticker màu tím nè. Trời ơi, đẹp chưa các bạn ơi. Toàn là cô gái, công chúa thôi. Đây nữa nè, đây là mặc đồ cho công chúa nè.
Wow. Ui, đây nữa. Nhìn này. Wow, cái tấm này thì rất là nhiều luôn. Ở sau này chúng ta có thể tô màu được luôn. Ngồi đây để xem đi các bạn. Các bạn ơi nhìn này, ở đây thì tớ đã có hai cái pop it này. Xong rồi ba tấm sticker luôn. Hoan nghênh các bạn ạ. Tớ nhìn thấy rồi. Tớ thấy ở theo camera này. Nhưng mà sao lại ngồi đây? Đang định xem là sticker nè, tại vì tớ mua được sticker. Đâu tớ xem. Đó. Wow, đẹp nha, đẹp nha. Bạn một tím thôi. Này, bạn có đau lưng không? Đau lưng á? Ờ, không đau lưng nhưng mà đau tay đau chân. Thế thì tớ lấy cái này cho bạn nè. Đây, đây là một cái đập lưng á. Ui, nhìn như là một cái bánh ấy. Này, bây giờ tớ đập lưng cho bạn nhá. Đã bảo là đau tay đau chân. Đây, đây, đưa tay đây. Hết. Nào nào, gãy tay đấy. Nhẹ thôi, chỉ đập như thế này thôi. Ôi, tiện á. Được. Bạn thấy không? Tớ tặng một cái. Thôi, cái này đâu có phải là màu hồng của tớ đâu mà. Tớ lấy cái đó ấy. Nhầm, không lấy thôi, tớ càng còn. Ừ. Thôi thế nên bạn đây xem sticker đi, tớ đi tìm đồ của tớ đây. Ui, quên, tớ cũng đi tìm rồi chứ. Tưởng là ngồi ở đây, ngồi hóng gió. Thôi, phải đi tìm cho thật là nhiều chứ. Ừ. Đi đâu thế? Sáng đây tớ bảo này, có một chỗ á, toàn là màu hồng với màu tím luôn. Tớ đã nhìn thấy rồi. Đấy. Trời. Wow, các bạn ơi nhìn này, ở đây thì có rất là nhiều cái kẹp tóc xinh xắn như thế này này. Mà toàn màu hồng với màu tím chứ. Cái này ấy, giống như kiểu sinh ra để cho tớ với bạn ý. Ờ đúng rồi, mình sẽ chọn lấy một mẫu đi. Wow, Hằng ơi nhìn này, bạn có thích quả dâu tây này không? Ê, đẹp ấy. Ê, đây này, ở đây còn có cả nàng tiên cá luôn. Ui, nàng tiên cá là màu tím. Ờ, còn dâu tây là màu hồng của bạn. Nhìn này, ở đây có hai cái bàn chân của ai á. Đẹp quá nè. Ui, cái này có cả đẹp. Màu đỏ nữa này. Cái này hình như là thêu quá, đẹp nhỏ. Màu này nữa. Ý, con heo hồng. Nhưng mà cái đấy là màu thập cẩm ấy. Bên này là cái gì đấy, nơ à? Nơ, rồi là cầu vồng nè, rồi đuôi cá nè. Đẹp chưa này. Ui, các bạn ơi. Các bạn ơi, hoa hết cả mắt rồi, bây giờ phải lấy cái nào đây. Trời ơi, ở dưới này nhiều tím cái này. Bạn lấy cái này. Cái còn đấy tớ. Cái này nhiều màu tím, còn tớ sẽ lấy cái này đi. Ok, các bạn ơi, bây giờ bạn Tuyết chọn cho tớ đấy. Được, nè. Tớ sẽ giao cho bạn Tuyết để xem con mắt thẩm mỹ của bạn này có đẹp không. Đây, bạn lấy cái này đi nhá. Tớ sẽ lấy cái này các bạn ơi. Các bạn thấy có đẹp không các bạn ơi. Đó, đây. Có bạn nào thích kẹp tóc không? Đây, chắc chắn là nhiều bạn thích rồi, đặc biệt là các bạn nữ đúng không? Kẹp tóc lên nhìn sẽ cute hơn. Thì chẳng lẽ các bạn nam thích? Ý, các bạn ấy thích thì để tặng cho các bạn nữ. Được, ok, thì chốt bạn lấy cái đấy đi, tớ sẽ lấy cái này nha. Ok. Các bạn ơi nhìn này, tớ đang làm cô dâu đây nè. Đó, Tuyết thấy cái van này đẹp không? Xinh ơi là xinh luôn. Bây giờ bạn thử lấy che mặt kiểu ngại ngùng đi. Trời ơi. Này, có màu tím, có màu hồng của bạn đây này. Ờ ha. Này, bạn đội cho tớ. Đâu, 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 đâu. Đây. Đấy. Ý, cái này cho vào đây. Đâu? À, như này. Như nào? Như này, bạn tự đội đi, tớ đang giữ cái của tớ. Đây, 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 đây. Đó, phải đội cho tớ mới giống cô dâu được chứ. Đấy. Đẹp nhá. Của tớ thì là vương miện á. Còn của tớ là một chùm ngọc ấy. Ê, các bạn ơi, các bạn thấy cái nào đẹp hơn? Này, hai đứa mình lấy hai cái này đi, xong rồi đi quanh siêu thị luôn. Ồ, nhưng mà cái của bạn nè, cái của bạn là màu trắng mà, có phải là màu tím đâu. Thì cái này làm gì có màu tím đâu. Thế thì làm sao mà bạn lấy được. Hôm nay mình thực hiện thử thách mua đồ màu tím với màu hồng mà. Ôi, cái này đang đẹp, tớ thấy đang hợp với tớ thế này. Trời ơi, để tớ đội cái theo bạn thử xem tớ đội cái xinh hơn cái này không. Đấy. Cái này mới đúng chất là cô dâu nè. Các bạn ơi, chắc gì bạn Tuyết đội xinh bằng tớ. Ý, đừng có bảo thấy ngang nhưng mà hình như là như thế thật á. sao mà tớ đội nó không đội luôn. Wow, cái nào cũng đẹp. Thôi, tớ nghĩ là bạn lấy cái này đi này. Đúng rồi, tớ thấy cái màu hồng hợp với tớ hơn á. Tiếc nhở, không có màu tím của tớ thế. Tớ sẽ lấy cái này nhá. Ui, kia còn cái màu hồng của bạn nữa kìa. Ồ kìa. Ý, các bạn ơi, tớ thấy cái nơ này đẹp nè. Ui, cái này có quả một viên ngọc ở trong này nữa nè. Thế á, nhưng mà cái này không nổi bằng cái màu hồng trên đầu bạn đâu á. Thế á, thế thôi, tớ sẽ không lấy cái này nữa. Để tớ ngắm cái khác nha. Ui, bên này có nhiều chưa? Đẹp chưa nè. Wow, tớ thấy đồ màu hồng rất là nhiều luôn. Nhiều kẹp đẹp nhở. Còn màu tím thì hơi ít hơn. Ít, xem ở bên dưới này đi. Trời ơi, cái này thì không xinh lắm nhở. Tớ thấy có màu tím cái kìa. Đây đúng không? À. Yeah, bà có lấy không? Ôi, nhưng mà màu tím được mỗi cái. Cái nơ này nè. Cái dây hút tóc nè. Cái này cho vào tay ấy. Đây. Bạn thử xem. Đeo thử nha. Đó. Đẹp. Xinh không? Xinh không? Xinh. Chỉ chọn xem còn cái nào đẹp không. Toàn cái đồ màu hồng nhưng mà không đẹp lắm. Hết màu tím hay sao á? Hết rồi. Ê, ở bên trên này thì có bơm nè. Bơm quả các bạn ơi. Này quả dứa này, rồi là con gì á, con ong hay sao á.
đồ màu hồng. Ê, có phải quả đào của bạn ấy? Ê, tớ thích cái này, tớ thích cái này. Cái gì ấy? Cái này là một cái bàn, một cái găng tay. Ui, đẹp đẹp, có hai cái luôn kìa. Đôi luôn, đẹp ơi. Hợp với cái bơm của bạn lắm ý. Tớ lấy cái này đi để lạnh mình còn đeo vào. Ok, thế trả cho tớ cái dây đấy đi. Ok, bạn lấy cái này gì? Ừ. Ui, các bạn ơi, nãy bạn Tuyết á, thì thấy rất là nhiều bơm với lại là dây buộc tóc luôn. Còn tớ đang xem kính này, tại vì ở đây rất là nhiều kính đẹp để xem là có kính màu tím không nhá. Nhưng mà toàn kính màu đen nè Tuyết ơi. Ờ, bạn chọn một cái thử xem nào. Nhìn này, màu hồng của bạn nè. Nhưng mà kết hợp với màu tím là cái gọng này. Vừa không, vừa không? Ôi trời ơi, cái kính này hình như là kính của em bé thôi, cẩn thận gãy đó. Kính em bé à? Ừ. Rồi, ê, cái này này, cần dơ lên à, cái này, nhìn được, kiểu, nếu mà không là muốn mở nhìn mắt nữa. Đúng không? Ờ, nếu mà muốn đi ngủ này, đóng lại. Ui, đẹp nhờ? Ừ, đáng yêu á. Nhưng mà toàn là của em bé thôi. Cái này hình như của người lớn nè. Trái tim luôn. Ôi, nhưng mà không phải màu tím. Ái da, ngầu nha, ngầu nha. Ngầu không? Ngầu. Ngầu gương nào. Nè, được không? Cũng được. Thử thêm mấy cái nữa nhất đi. Ừ, ok. Nhưng mà toàn là của em bé thôi. Thử mấy cái này không? Cái này á? Ừ. Bé. Cái này này. Ok, thử xem nào. Kính màu đỏ luôn. Ê, lại không vừa. Cái này cài lên tóc đi, cài lên tóc. Cài lên tóc để siêu ngầu. Ấy, nè. Nhưng mà hơi bé xíu. Bé quá nhờ. Ui, đụng vào cái nào cũng bé. Cái này này, cái này thì vừa này. Đâu? Wow, cái này là kính trắng gương á. Khi mà bạn đeo cái này là tớ nhìn thấy tớ luôn. Đây này, các bạn nhìn thấy tớ ở gương không? Thôi, còn kính bé thôi. Ừ. Ê, cái gì này Tuyết ơi? Đâu, cái gì đó? Đây, cái gì đấy? Đâu, tớ xem. Sao có con gì ở đâu này đấy? À, có con tôm nữa này. Cái này hình như là đồng hồ đeo tay hình con vật đấy. Ừ ha. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Này, hay hay nhở? Vỏ màu hồng nhưng mà không phải màu hồng đâu nha, nên là bạn cũng không được lấy đâu. Tớ sẽ không lấy đâu, tớ lấy cái khác cơ. Nè, nhiều kẹp thế này. Đáng yêu thế. Ê, nãy... tớ thấy bên này có đồ của tớ. Đâu? Đây, đi sang đây. Các bạn ơi, tớ đang trượt patin nè. Đây, đây là một đôi giày patin màu hồng các bạn ơi. Trời ơi, có biết trượt không mà đòi lấy. Ờ, hay, tớ lấy về sau tớ đi trượt thử. Trời tập ơi. Dần tớ sẽ trượt được. Tôi sẽ lướt ở trên băng luôn. Bạn có biết cái trend là lướt trên mặt sóng ấy? À, thấy đâu thôi, tớ cũng thử đâu nè. Trời ơi, tớ chưa biết luôn, cái này tớ lướt là ngã đó. Các bạn ơi, các bạn đang xem video thì có bạn nào biết trượt patin không? Nhưng mà các bạn ơi, tớ nhận ra một điều đó. Sao? Giày patin giá khá là cao luôn. Đây này, 759. Như thế là đã được giảm giá rồi đấy. Wow. Sao sao mua đi. Thôi tớ để lại tại tớ cho biết đi. Thôi mua đi thôi mày về trượt. Tớ sẽ mua cái rẻ thôi. Đi sang bên này xem đi. Ok. Ê. Các bạn ơi, không biết là bạn Tuyết dẫn chúng mình đi tìm cái đồ gì nữa đây. Trời ơi, cái gì đây? Như này. Ha ha, tớ bắt được một con cá màu hồng các bạn ơi. Đây. Ô, cái này là cái gì? Cái gấu bông ôm à? Nhìn cái môi của con cá này là cá môi tèo. Nhìn mình cười này, bạn làm cái môi giống con cá này đi. Ôi. Nhưng mà tớ rất là tớ đáng yêu con cá này. Trời ơi, các bạn ơi tự luyến. Ui, nhìn này, nhìn này. Bàn chân của con gì này? Đây là chân gấu, chân mèo, chân chó. Đáng yêu quá à. Các bạn ơi, tớ nhận ra bạn Tuyết á, toàn thấy cái dấu chân gì cũng lấy hết. Tớ rất là thích có một niềm đam mê bất tận với các bạn chân. Nhưng mà bạn có muốn lấy dấu chân cũng không được, tại vì dấu chân không phải là màu tím mà. Thế nhưng mà màu tím của tớ đầy rồi ý. Đâu, bạn đã mua được cái gì màu tím đâu. Ok, thế ra thanh toán xong rồi biết. Ok. A few moments later. Các bạn ơi, chúng mình đã thanh toán xong rồi và tớ nhận thấy. Thấy gì? Đấy, đây chính là đồ màu tím của tớ ít hơn đồ màu hồng của bạn Tuyết. Yeah! Các bạn thấy chưa? Tớ đã bảo là đồ màu hồng của tớ hơi bị nhiều mà. Nhiều đâu, nhiều hơn có mấy món thôi. Nhưng mà thật ra tớ chưa lấy hết đây. Tại vì trong siêu thị này còn đầy đồ màu hồng, màu tím luôn. Ôi trời ơi, thế thì tớ đã lấy hết đâu. Tớ mà lấy tớ phải lấy cả xe container đi chở. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn thích đồ màu tím hơn hay là đồ màu hồng hơn? Thì nhớ để lại bình luận để cho tớ được biết nha các bạn nhá. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hàng Nhã Official nhá. Còn bây giờ thì bye bye.